Rồi chào anh em luôn. Trại này trại 10.000 của mình anh em ơi. Bữa nay là ngày thứ tư sau 4 ngày đậy nắp nè anh em ơi. Bữa nay thì nó đã ra nấm rồi, tối nay mình bắt đầu hái. Em xuống chợ Long Hoa ở Tây Ninh nha anh em. Mình đang tưới nè. Tưới thì cái máy áp nó phải tạo ra cái độ phân xương như thế này nhiều thì nấm nó mới tốt nha anh em. Lần này là lần thứ 6 của mình rồi, nắm ra cũng được lắm. Thì lát nữa là trời nắng lên thì mình kéo tất cả các màng này lại để giữ độ ẩm để cho nấm nó phát triển tốt nhất. Rồi để mình chuyển cái van này nha. Ngoài ra thì trong cái đoạn clip này thì em cũng lưu ý với anh em là sáng nay em tưới cho nó ướt cái tay nấm thôi. Lát nữa là em sẽ kéo toàn bộ những cái tấm vải này lại để em che cái hệ thống tưới lại và chỉ tưới trên miếng vải thôi, không cho ướt tay nấm nữa để cho nấm nó phát triển tốt nè. Đây em kéo hai cái cho anh em coi. Thì lát mình cũng vẫn tưới bình thường nhưng mà mình tưới trên cái tấm vải này. Đó, anh em thấy không? Chỉ tưới ướt tấm vải thôi, không bị ướt tay nấm nữa. Thì điều đó sẽ giúp cho cây nấm nó đẹp hơn, nó phát triển tốt hơn và đẹp hơn. Lần thứ 6 rồi anh em ơi. Đây mình thu một lần này, một lần nữa, rồi một lần nữa là 8 lần là mình bắt đầu mình sẽ thanh lý, mình bỏ cái phôi này thành phôi thải rồi. Đây, bên đây thì em tưới hai van, đang tưới bên đây. Đây, cái hàng này nhiều nè. Thì đó là một số cái lưu ý để anh em chăm sóc cái nấm này ngày thứ tư sau khi mở nắp nha anh em. Tối nay có gì thì em sẽ ra một cái đoạn clip lúc là thu hoạch để anh em coi. Cảm ơn anh em đã xem clip.